mưa đến, nền đất ướt, kèm theo gió mạnh, làm cây xanh nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt gãy đổ, bật gốc, gây nguy hiểm cho người đi đường và làm hư hỏng tài sản người dân. Thực tế, mùa mưa các năm trước đã có những vụ tai nạn đáng tiếc từ hiện trường này. Khi mùa mưa năm nay bước vào đợt cao điểm, nỗi lo về gãy đổ cây xanh lại khiến người dân Đà Lạt bất an. Một ống kính cuối tuần hôm nay phản ánh về thực trạng và đưa ra các giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão năm nay. Những ngày qua, nhiều cơn mưa kèm gió lớn luôn làm cho gia đình bà Trần Thị Kim Anh ở 24C đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt luôn lo lắng. Bởi phía sau nhà, nơi giáp với trụ sở công an phường, có một cây thông nhiều năm tuổi, có thể ngã đổ vào nhà bất cứ lúc nào. Bà cho biết, cây tuy vẫn xanh tươi, nhưng những cành lớn đã liên tục rớt xuống phía sau nhà và đang có dấu hiệu chết khô. Trong những mùa mưa bão trước thì nó cũng gió làm gãy những cành lớn. Gia đình cũng rất là lo sợ. Thì cũng có kiến nghị với ủy ban phường nhưng mà thấy cũng không có giải quyết được. Thì bây giờ gia đình cũng rất là lo sợ, đến mùa gió lớn thì sợ ngã cây xuống trúng vào trong nhà đó. Thì ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình. Thì tôi cũng mong muốn là cái cơ quan có chức năng thì có cách xử lý tích cực, có biện pháp tốt để cho không có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Tương tự, khảo sát trên một số tuyến Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Trần Hưng Đạo, chúng tôi thấy nhiều cây có dấu hiệu chết khô, rất dễ bật gốc khi trời mưa kèm theo gió lớn. Một số cây xanh trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3 tháng 4, Đống Đa có nguy cơ gãy, tét cành. Nhiều tuyến đường có các loại cây tuy còn nhỏ nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Nó có thể gây ra tai nạn bởi thân giòn, nhánh cây gãy rơi trúng vào người đi đường. Theo ghi nhận, mùa mưa các năm trước đã có không ít sự cố bất ngờ liên quan đến cây xanh, khiến tài sản bị hư hỏng và tính mạng con người bị đe dọa. Thậm chí con người đã thiệt mạng vì bị cây rơi trúng. Đơn cử như tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, cây ngã là một người đi đường tử vong. Hay như vụ thông gãy đổ tại căng tin bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng là một người bị thương nặng và hai người xây xác. Và mới đây, tại đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, một cây thông cổ thụ đã bị bật gốc, đổ chắn ngang đường, kéo sập 6 cây cột điện, làm giao thông tê liệt nhiều giờ. Cũng thời điểm trên, tại các tuyến đường Quang Trung và Trần Phú, cũng đã có 2 cây xanh bị mưa to kèm theo gió lớn kéo bật gốc. Rất may, vào thời điểm đó không có người lưu thông nên không gây thiệt hại về người. Sợ nhất là thông này, rơi cành là rất là nhiều. Mà thường bọn kia là rơi, bọn cô còn mấy lần là bọn cô còn phải chạy nữa. Nếu là có ngô hoặc có cây lớn thì đề nghị là kiểm tra lại và cưa cắt để đảm bảo cái sự an toàn cho người dân đi lại hàng ngày, nhất là vào buổi sáng đi, họ đi lên công sở rất là nhiều mà rất là đông, cho nên là để cố gắng là coi như làm sao để giúp đỡ cho toàn thể tất cả người dân được an toàn để đi làm yên tâm. Theo ban quản lý rừng Nam Viên cũng như những đơn vị liên quan, hiện nay rừng nội ô trên địa bàn thành phố Đà Lạt có khoảng 451 hecta, trong đó hầu hết là cây thông. Việc đốn hạ cây già cỗi, mục cũng như chống sửa cây nghiêng, cắt tỉa cành, kiểm tra cây có dấu hiệu bất thường được làm thường xuyên trong mùa mưa bão. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã đốn hạ 56 cây nguy hiểm, tỉa 87 cành cây và cắt 12 ngọn cây trên một số tuyến đường trung tâm thành phố. Công ty cổ phần du lịch đô thị Đà Lạt tiến hành xử lý chặt hạ khoảng 200 cây xanh già cỗi, tỉa cành, cắt nhánh, khống chế chiều cao, xử lý các cành cây khô, chăm sóc giảm thiểu tối đa tình trạng bớt gốc, ngã đổ. Đến thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có cái trường hợp ngã đổ nghiêm trọng nào xảy ra. Rồi đối với các cái cây nguy hiểm, cây có nguy cơ ngã đổ trong mùa mưa bão, thì nếu người dân mà phát hiện ra những cái trường hợp như vậy thì đề nghị là liên hệ với Ban phòng chống lụt bão qua số điện thoại là 0633 822 481.
hoặc là với ban quản lý rừng Lâm Viên qua số điện thoại là 0633 822253 22257 để được xử lý khẩn cấp và giải quyết tránh cây ngã đổ gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của người dân. Không thể phủ nhận những lợi ích mang lại của cây xanh. Tuy nhiên, đây cũng là nỗi lo của người dân thành phố Đà Lạt khi mùa mưa đến. Vì thế, song song với các biện pháp như tỉa cành, hạ nhánh, đốn hạ cây mục, dễ gãy, các cơ quan chức năng cũng cần những giải pháp có tính lâu dài hơn để vừa hạn chế được tình trạng cây xanh gãy đổ, vừa bảo vệ được mảng xanh của thành phố mùa mưa bão năm 2016 đang bước vào cao điểm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra hệ thống cây xanh trên địa bàn, từ đó có biện pháp phòng tránh cây ngã đổ một cách kịp thời. Với việc đảm bảo đầu ra cho người nuôi, đây là tín hiệu đáng mừng, giải tỏa những lo lắng tồn đọng bấy lâu nay của người chăn nuôi, đồng thời mở ra hướng đi mới cho những người nuôi dê trong huyện. Cùng với việc cung cấp dê giống cho bà con có nhu cầu, trang trại còn cung ứng dê thương phẩm cho thị trường.